Chào mừng quý khán giả đến với Nielsen Channel. Chúng ta cùng đi vào cái buổi giao lưu ngày hôm nay. Năm mới chúc các bạn được khỏe mạnh và vui khỏe nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái trò chuyện hôm nay. Năm mới xin được xin phép chào tất cả quý khán thính giả yêu quý của kênh Mặt Trời Mới và Nielsen Channel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện. Sao hôm nay xuất hiện hơi bị trễ, phải cúng xong chưa xong. Các bạn nghe có rõ không các bạn? Quan trọng là nghe rõ không đã. Rồi, chào các bạn. Chào mấy. Các bạn nghe rõ không? Mình mở thêm cái mic. Dạ rõ rồi, cảm ơn các bạn. 118 bạn, tưởng các bạn đi ngủ hết rồi chứ. Rồi đầu năm mới là mình hôm nay đã như là hứa các bạn là mình sẽ giao lưu trực tiếp và cũng sẽ là gặp mặt các bạn nhân dịp đầu năm. Mình tên thường gọi là Thái Dương, có hai kênh, đó là kênh Nielsen Channel và kênh Mặt Trời Mới Channel. Các bạn muốn gọi mình là gì cũng được, Thái Dương cũng được, Nielsen Channel cũng được, Mặt Trời Mới cũng được, không sao cả nha. Có vấn đề là ngày hôm nay là ngày đầu năm, mình xin chúc kính chúc toàn thể quý khán thính giả, các cô, các bác, các chú, anh chị em, các bạn, chúng ta cùng đồng hành và vui với nhau một năm mới đầy sức khỏe, an khang, thịnh vượng và sẽ đạt được mọi điều như mong muốn. Mong là mọi may mắn sẽ đến với mọi người và chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trên tất cả các kênh sóng của Mặt Trời Mới Channel cũng như là Nielsen Channel. Ngày hôm nay ngày đầu năm giao tiếp với các bạn để chúng ta gặp gỡ nhau vào buổi đầu năm. Các bạn có muốn hỏi gì không? Chúng ta giao bữa nay chúng ta đã dành thời gian giao lưu đi. Ngày hôm qua giờ đáng lẽ là mình định lên livestream với các bạn, nhưng mà nói thật quá bận. Cái hôm trước thì nói là chim nhưng mà hôm đó thì nằm cứ ngủ quên mất tiêu luôn. Quá bận. Hôm nay thì các bạn có cần hỏi gì thì giao lưu gì thì mình sẽ cùng nhau giao lưu nhé. Mình đi gọi phải bật xài cái máy mới này. Thế các bạn thấy mình rõ không? Chào Mr. Đạt, chào An Lạc, chào Thanh Hoàng, chào Trung Nguyên, Việt Liên, Hương Đan. Có bạn là tên Lan Rừng hay các bạn là Linh Lan Rừng hay quá vậy. Chào Minh Hồng, chào Hạ Nguyễn, chào Hạnh Lê, chào Lâm Nguyễn, chào Kim Nguyễn, chào Liên Hoàng. Thì cùng chào với các bạn. Hôm nay chúng ta cùng giao lưu các bạn. Các bạn có muốn giao lưu chuyện gì? Thì mình cho cái hình nó thấp xuống một chút nhé. Chắc được rồi ha. Cái này các bạn có muốn giao lưu gì không? Có muốn hỏi gì không? Cảm ơn Thanh Lê nhiều. Cảm ơn bạn, chúc bạn năm mới an khang, thịnh vượng. Vĩ Trần, chúc chị năm mới thật sự, tôi cảm ơn bạn rất nhiều. Nguyên Tây, Happy New Year, Mặt Trời Mới, cảm ơn bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Năm mới chúng ta có gì vui nói không nào? Thích nói chuyện gì? Các bạn cứ hỏi chuyện gì mình trả lời chuyện đó luôn. Bữa nay là mọi việc đều được thực hiện theo yêu cầu của các bạn. Được không? Mọi việc theo yêu cầu các bạn mà. Đây có cái máy này nó nhỏ, nên mình coi cho nó nhanh. Cảm ơn bạn Hoa Nguyễn nhiều, bạn Được Nguyễn, Trung Vân.
Tại vì ngày hôm nay mình không như đã hứa là trong ngày đầu năm mình sẽ không nói những cái chuyện không vui. À, khi nào nó có cái gì đặc biệt thì mình sẽ nói. Ngày hôm nay thì mình để ưu tiên cho các bạn. Các bạn mà hỏi gì? Cô cười xinh ghê Út Cưng hả? Út Cưng đừng có nhạo cô nhé, cô già rồi nha Út Cưng. Steven Trần Ngọc Lâm. À, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đầu năm được các bạn chúc như vậy là chắc mình sẽ rất là năm nay chắc nhiều mọi nhiều cái được thuận lợi. Nhâm dần mà ha. Chúng ta đi như hổ thôi. Năm mới có gì vui cô? Thì mới vừa năm mới có mấy tiếng đồng hồ đã có gì vui đâu. À, vui kia hả? Chưa. Chắc nhà nước cũng còn để cho Dương Nguyễn áo đỏ rực sắc xanh sắc xuân cơ à. Năm mới mình mặc màu đỏ cho nó thắng lợi, mình cùng thắng lợi cùng vui vẻ nha. Trời, cảm ơn bạn nhiều. Cảm ơn bạn Kim Nguyễn top ở Business. Các bạn có muốn hỏi gì không, muốn gì chúng ta cùng nhau trao đổi nào? Trao đổi cho nó vui. 182 bạn đang xem. Đầu năm các bạn muốn nói chuyện gì, các bạn thích yêu cầu gì thì mình sẽ thực hiện theo yêu cầu của các bạn. Mình sẽ thực hiện theo yêu cầu của các bạn. À, bên Mỹ là chắc giờ này chưa đón năm mới phải không các bạn? Các bạn là phải 12 giờ trưa mai thì mới là 12 giờ đêm mới là giao thừa bên đó. Đúng rồi, ở tại Washington 12 giờ Việt Nam thì khoảng 11 giờ bên đó. Ở Washington bữa nay là cái múi giờ đi trước giờ Việt Nam 1 giờ. Còn ở các, còn tùy mỗi bang nữa, mỗi bang lại càng khác nhau nữa. Mỗi bang lại càng khác nhau. Có hát hò giao lưu văn nghệ, cô ơi, cô đâu biết hát đâu. À, có đi du xuân không hả? Ngày mai kế hoạch của mình á là ngày 1, ngày 2, ngày 3 là mình sẽ đi các chùa, đồng thời cũng sẽ quay trực tiếp các chùa cho các bạn nhé. Kể ngày ngày mai, nếu mà mình đi tới chùa nào là mình sẽ quay trực tiếp cho các bạn tại các cái chùa đó luôn nha. Rồi chắc chiều mùng 3 mình từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi hành đi các tỉnh mà không đi về hướng miền Trung. Miền Trung. Đầu tiên là chắc sẽ đi qua Bình Thuận á. Ở Bình Thuận có bạn nào ở Bình Thuận nào? Từ có thể là mình đi tới Phú Yên, Bình Thuận và các tỉnh và có thể là đích cuối cùng là Phú Yên. Thì các bạn nào ở tỉnh nào nói đi rồi mình sẽ đến gặp các bạn nhé. À, cô chưa có đi chùa. Bây giờ ngày sáng ngày mai cũng mới đi chùa. Cali là 10 giờ 30 sáng, đúng rồi. Cali thì trễ hơn Washington là 3 giờ đồng hồ, đúng không? Chị bói cho quẻ coi tỉnh này tình hình hiện nay có biến động gì lớn. Thôi đầu năm đừng nói chuyện đó, đừng nói chuyện đó. Nhà nước đang để dù gì nhà nước mình cũng nhân bản nha các bạn. Giọng này khan quá. Nhà nước cũng để cho người ta ăn Tết vài ngày chứ, sum họp gia đình nha. Chuyện đâu còn có đó. Các bạn cứ yên tâm vui xuân. Cô có đi Bà Rịa Vũng Tàu không? À, chắc cô không đi Bà Rịa Vũng Tàu. Ngày 3 Tây, ngày mùng 3, chiều mùng 3 là từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi hành. Sẽ khởi hành đi thì sẽ đi ra tới Bình Thuận. Ha? Rồi đi cứ đi các tỉnh đó thôi. Đi tới tỉnh nào thì mình sẽ có alo bạn nào ở tỉnh nào thì mình sẽ ra. Ở Bình Thuận có bao nhiêu bạn nào? Bình Thuận là Phan Thiết đúng không? Có bao nhiêu bạn?
Rồi, cảm ơn bạn nhiều. Xuân Hảo Channel. Xuân Hảo Channel là kênh của bạn nói về cái gì vậy bạn? Kênh của bạn nói về cái gì? Chim khôn kêu tiếng rộn rang, giờ mới được gặp mặt. Ông bắt người. Không bất ngờ, đúng như người mình hình dung hả? Không bất ngờ là sao bạn? Mặt cũng góc cạnh quá hả? Mình lớn tuổi rồi nên mặt nó bị ốm lại. Hồi xưa mặt mình nó vuông, nó tròn. Với lại mấy ngày hôm nay mình giảm cân các bạn. Giảm cân. Giảm cân không phải là tại vì mình muốn giảm cân, mà tại vì mình bị ốm cho nên giảm cân. Ốm không ăn được. Hầu như là 10 ngày nay mình không ăn được. Mình giảm 2 kg. Giảm 2 kg. Không ăn được chứ uống nước không. Ăn ít lắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Ngày đầu năm thì chúng ta gặp nhau để mà chúc nhau những điều tốt đẹp, vui vẻ. Còn những chuyện khác thì chúng ta để hết ngày mùng 1 đi, rồi chúng ta muốn nói thì chúng ta nói. Nếu trong ngày trường hợp ngày mùng 1 mà có chuyện gì mà đặc biệt quan trọng thì chắc chắn là tôi sẽ lên clip ngay với các bạn đi, đúng không? Còn bây giờ bây giờ chúng ta có chuyện vui này. Chuyện này thì nó vui thôi. Là chuyện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Trong cái Tết ngày hôm nay thì thành phố Hồ Chí Minh, như các bạn biết là cho biểu diễn rất là nhiều nha. Thì Đàm Vĩnh Hưng có theo khi đi Mỹ về thì có show diễn. Thì cái show diễn của Đàm Vĩnh Hưng á, thì cháy vé, tất nhiên là không còn vé nào nữa hết. Số biển Đàm Vĩnh Hưng là cháy vé, không còn vé nào nữa. Nhưng mà ở đây cái vấn đề là cháy vé là do nhiều người mua vé, chứ không phải cháy vé là do cái người kia mua vé. Cái người kia thì họ nói là họ sẽ bao hết vé, nhưng mà nói vậy thôi. Mà dù họ có bao hết vé, họ vô họ mua vé nữa, chưa chắc ban tổ chức người ta bán. Tại vì người ta bán đây, vé đây là bán cho đại trà, cho công chúng mọi người được coi, chứ phải bán kiểu như có cái dạng là có nhiều khi bán hết vé nhưng mà trong rốt cuộc là cái sân khấu nó chống lóc, không có ai ngồi hết. Rồi tới đây là mình là chủ rồi, bắt mà phải là thực, tại tâm ba mua hết vé mà nên phải thực hiện mọi yêu cầu theo của người ta. Vì lý do đó là chưa chắc, tại vì cái show diễn này là của Đàm Vĩnh Hưng. Và dĩ nhiên là dù có của ông bầu đi chăng nữa thì họ cũng không bao giờ họ bán vé cho một người. Tại vì chị ta đã nói như vậy rồi, biết là một người mua vé là không bán. Sẽ bán đại trà. Tối đa là một người chỉ mua được 5 vé là cùng, cho cả gia đình đi xem. Thì theo thời điểm này nói là Đàm Vĩnh Hưng là đã coi như là đã vé là bán toàn sạch, toàn cháy vé. Hay nói cái chính xác là cũng do chị gái Westlot, chị ta chỉ BA. Cho nên là nhiều người họ sợ chị mua hết, họ tới họ mua vé. Cái đó cũng vui thôi, phải không các bạn? Làm sao biển Đàm Vĩnh Hưng cứ hát hết được là được rồi, đúng không? Thì trong ngày hôm nay có đó là một cái tin vui. Các nghệ sĩ nó cũng rất là vui vẻ trong cái vấn đề mà ca hát. Thực hiện những cái mà đem lại những cái lợi ích, những cái vui cho những bà con trong những ngày đầu năm. Mà vui vẻ. Đầu năm các bạn đã phát tài phát lộc gì chưa? Hôm nay mình có Lý Thông nè, có Tisky Tiên Mai nè, Ngôi Nhà Xanh cũng nhiều ha. Rồi Trung Nguyên, Canh Minh. Chừng nào quậy thì tính sao? Tính quậy nhưng mà không quậy được đâu. Khó lắm các bạn. Thành phố Hồ Chí Minh mà. Không có dễ đâu. Cái mai của mình nó còn nụ nhiều quá, nó chưa nở.
Ngày mai vài bữa nữa mình sẽ làm các bạn ở trong cái phòng thu như thế này, thì mình sẽ làm việc trực tiếp với các bạn luôn nha. Không cần phải đợi cho người khác nói là mình giấu mặt chứ không giấu mặt gì cả. Còn những cái hình ảnh nào cần mà phân coi như là cần minh họa cho các bạn thì mình sẽ để trên màn hình này mình minh họa. Mình cũng đã có làm một số cái nói chung là mình cũng hay thích cái mấy cái vui chơi cho nên là nó cũng có nhiều cái ấy. Thì Tết rồi các bạn đã mua sắm được gì rồi? Chị Lê Thị Tâm, chị có dịp nào đi Thanh Hóa chưa không? Hồi xưa mình đi Thanh Hóa nhiều, các bạn Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thì đi nhiều. Bởi vì mình làm việc ở đó mà. Những cái năm mà từ 30 chữ mấy trở xuống thì mình hay làm việc ở đó. Bạn ở Thanh Hóa chào Khánh Minh, bạn Minh Đức cảm ơn bạn nhiều nha. Minh Đức bây giờ là mấy giờ rồi bạn? Hình như là Đức cách Việt Nam là 6 giờ đồng hồ đúng không? Cách Việt Nam là 6 giờ đồng hồ. Cảm ơn bạn Cúc Nguyễn, bạn Nguyên Tây, bạn này mới phải không? Nguyên Tây hay là mấy bữa ít thấy các bạn. Hôm nay là có một số bạn mới rất nhiều, cảm ơn các bạn. Đúng 6 giờ đồng hồ ha. Ở châu Âu thì cách Việt Nam là 6 giờ, Úc mới cách 4 giờ. Bữa nay không thấy Charlie Trần ha, chắc giờ này bên Úc bây giờ này ngủ rồi. 4 giờ là cách 4 giờ đồng hồ, giờ này là 4 5 giờ sáng thôi. Các bạn có cần phải trao đổi gì không? Hôm nay mình không có bình luận, mình trao đổi nói chuyện đầu năm cho vui. Cho nên các bạn cần hỏi, cần trao đổi, cần thắc mắc gì, mình trong phạm vi nếu mà mình hiểu biết được thì mình trả lời hết toàn bộ những cái thắc mắc đó. Không bạn nào hỏi gì hết à? Xin chào Asa ở ở Mỹ ha, rồi cảm ơn các bạn. Hôm nay đứng mặt chị hả? Hướng Dương. Hướng Dương hôm nay biết mặt Thái Dương rồi phải không? Từ đây về sau để các bạn biết mặt mình thôi. Từ đây sau nếu mà trong trường hợp mà một ngày thì mình có thể là lên ít nhất là một lần hoặc là hai lần. Còn những lần khác thì năm sau mình làm phần thời sự quốc tế trên kênh Newsline, mấy bạn ủng hộ nhé. Trước đây là mình làm thời sự quốc tế trên đó, nhưng mà sau này mình bận quá. Sang năm mình sẽ làm thời sự quốc tế trên kênh Newsline đó. Thì có thể là những cái mảng đó thì mình sẽ công chiếu. Công chiếu nhưng mà cũng mình ngồi, mình cũng mấy bạn cũng thấy mặt mình à. Sang năm mình chỉ làm hình ảnh như thế này thôi, chứ không có làm hình ảnh không. Mình các bạn yên tâm. Sợ các bạn gặp mình dài dài rồi các bạn lại chán. Sang năm mình sẽ làm cái mảng thời sự quốc tế trên kênh Nielsen, là cái mảng cũ mình sẽ trở lại. Tại vì mình rất thích cái mảng đó mà cũng có nhiều bạn cũng thích nha. Cảm ơn Trọng Nguyên Hà nhiều. Chúc mừng năm mới nha các bạn. Chúc bạn gia đình vui vẻ và hạnh phúc. Các bạn mọi thắng lợi. Bữa nay sao chuẩn bị đi làm à? Hôm nay sao đi làm bạn? Bạn ở Việt Nam ở nước nào? Chào Trương Quách, chào Trần Ngô. Chào Quanh Trâm. Cô so sánh giữa tú tài đôi với đại học dùm con sự khác biệt. Chắc chắn là sự khác biệt rồi các bạn. Tú tài đôi nó chỉ là trình độ phổ thông thôi các bạn. Nhạc Minh phải không? Tú tài đôi là như thế này nè các bạn. Ngày xưa chế độ cũ á các bạn, là khi mà thi hai lần tú tài. Bây giờ mình gọi là thi tốt nghiệp phổ thông. Còn ngày xưa gọi là thi tú tài. Tôi nhớ mấy ông anh tôi đi thi, mấy ông anh lớn tôi á, là đi thi tú tài.
Tú tài đôi là sao các bạn? Có nghĩa là như thế này, là học hết năm lớp 11. Lớp 11 hồi xưa gọi là đệ nhị, lớp 12 gọi là đệ nhất. Thì học hết lớp đệ nhị là thi tú tài 1, rồi đậu rồi mới được học lớp đệ nhất là đúng có thi tú tài 2. Mình hay gọi chung là tú tài đôi, tức là hai cái môn tú tài đó. Thì sau khi đã có được cái tú tài 2 rồi á, thì lúc đó mới được thi đại học. Đại học mới được vào. Cho nên nói chung lại là sau giải phóng này thì nhà nước chúng ta là không có thi hai phần gì nữa, mà gộp chung lại chỉ thi một phần tú tài duy nhất thôi, và đổi thành là thi tốt nghiệp phổ thông. Và lớp 9 á, thì kêu là tốt nghiệp phổ thông cơ sở, còn lớp 12 á, thì kêu là tốt nghiệp phổ thông trung học, là hết cái bậc phổ thông chuyển qua cái bậc đại học. Nói như vậy thì cái bằng tú tài đôi thì nó cũng như là cái bằng tốt nghiệp phổ thông bây giờ thôi. Nhưng mà ở ngoài ngày xưa thì trình độ nó có khả năng là nó sẽ cao hơn, bởi vì người ta phải thi tới hai lần, cao hơn nếu cùng một mốc chương trình. Còn nếu như bây giờ mình dạy cái chương trình mà công nghệ hiện đại này thì hồi xưa nó sẽ không bằng các bạn, sẽ không bằng nhé. Cho nên là chúng ta cứ yên tâm về cái vấn đề đó. Cho nên trình độ đại học chắc chắn là nó cao hơn rồi. Tú tài đôi chỉ là nó chỉ là một cái dạng đó, tôi nói các bạn nôm na dễ hiểu, nó là một cái dạng tốt nghiệp phổ thông thôi. Cái từ tú tài đó là cái từ mà nó phải xuất phát từ cái tiếng của Pháp. Của Pháp. Pháp thì họ kêu là tú tài. Cho nên là tiếng Pháp dịch tới tiếng Việt Nam là tú tài, cho nên chế độ cũ họ kêu luôn là tú tài. Còn nhà nước chúng ta kêu là tốt nghiệp phổ thông. Thì là cũng có tốt nghiệp lớp 12. Còn ngày xưa thì họ không có thi cái chương trình lớp 9 là lớp 10 không có thi. Họ chỉ thi tới lớp 11 rồi lên lớp 12 thôi. Nghĩa là phải có hai cái bằng tú tài đó, anh không có tú tài 1 thì anh không học được lớp 12. Nên nó khác nhau hoàn toàn nha. Cảm ơn bạn Dung Hoàng, Lê Yến Nga, Happy New Year bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào Trâm Nguyễn, Đức Phạm, hôm nay mới được Mục Thị Sở gặp chị, chúc mừng năm mới. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình đã hứa là ngày hôm nay mình sẽ gặp, sẽ coi như là mình sẽ gặp gặp các bạn là trực tiếp luôn mà. Từ đây về sau là các bạn nếu mà lại vào kênh mình là sẽ gặp mình thôi, không có quay cảnh nữa. Bây giờ chán cảnh rồi, giờ thích gặp mặt luôn. Được không? Hay là tiếp tục quay cảnh, hay là bây giờ vừa quay cảnh vừa gặp mặt đây, vừa quay cảnh vừa gặp mặt đây. Chào bạn Dương Lê, cảm ơn bạn rất nhiều. Ai cứ tú tài hai thì giỏi, đúng rồi, đúng rồi. Ngày xưa cái học ngày xưa nó khác bây giờ các, ngày xưa cái công nghệ nó còn thấp, công nghệ còn thấp, chưa có công nghệ máy tính, chưa có gì hết, cho nên nó đơn giản hơn nhiều. Bây giờ học nó phức tạp hơn do cái trình độ của thế giới nâng cao lên các bạn. Cảm ơn Lam Trần nhiều nha, cảm ơn bạn. Nhớ nhà quá chị Mặt Trời ơi. Stephen Trần à, thì sao anh không về, có máy bay về thẳng mà, đâu có cách ly đâu, không về không sao được. Nhà nước vẫn đề nghị Việt Kiều về Tết mà chưa về được à, chị năm sau về nha. Nhớ nhà thiệt, bên đây lạnh. Đúng rồi. Nói lạnh thì mới nói với các bạn là hiện nay thành phố Hồ Chí Minh là mùa nóng, nhưng mà trong những ngày Tết này thì lại lạnh. Bắt đầu từ 10 giờ là 9 giờ là bắt đầu đã lạnh rồi. 9 giờ tối là 21 giờ đã lạnh rồi các bạn. Ban ngày thì lại buổi trưa từ 10 giờ trưa trở đi thì nóng 32, 33 độ. Nhưng bắt đầu từ 9 giờ tối tới sáng này là lạnh có 21, 22, 20 độ. Có nhiều bữa 19 độ. Cho nên nhiều khi mình nóng quá cái mình ngủ cái mình cũng quên đắp chăn, cái nửa đêm thì lạnh. Tại vì mình không thích mở máy lạnh các bạn. Mình nằm máy lạnh cũng được. Tại vì khi mà livestream cho các bạn vậy phải đóng cửa kính để khỏi ồn thì mình mới mở máy lạnh thôi.
Tại vì khi mà mình mở điều hòa thì nó mình không thích, mà nếu mà mình ở phòng thu âm rồi mà mình không mở điều hòa thì nó sẽ bị ngợp, nó ngợp thì không được, nên phải mở. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn còn trao đổi gì nữa không hả? Hà Nội lạnh lắm mà. Hà Nội là chuẩn bị đi nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngày mai tôi sẽ quay cho các bạn một số cái chùa mà tôi đi tới nhé. Những cái chùa rất đẹp, các bạn yên tâm đi. Có một ngôi chùa mà nó rất đẹp luôn. Chúng ta sẽ quay trực tiếp. Và tối mai thì chúng ta sẽ có bài nói chuyện với các bạn. Đó là Tết ta và Tết Việt Nam và Tết Trung Quốc. Như vậy thì Tết Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc đúng hay là không? Hay là chúng ta có nguồn gốc của chúng ta? Thì ngày mai tôi sẽ có bài bình luận đối với các bạn. Chúng ta cùng tham gia nhé. Quê chị hả? Tôi sanh thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà nó chính xác là sanh ở Sài Gòn cũ các bạn. Nhưng mà ba tôi thì ở giờ Nghệ An. Còn mẹ tôi thì người Huế. Tôi là người Việt Nam lưu vong, có nghĩa là từ Hạ Nghệ An vòng qua Huế rồi vòng vô thành phố Hồ Chí Minh. Nó đâm ra là tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, sanh thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà cái tuổi trưởng thành của tôi thì tôi đi rất nhiều tỉnh các bạn, bởi tôi làm nghề xây dựng mà. Tôi đi nhiều lắm. Sau này tôi mới về Quận Nhất. Về Quận Nhất là làm tại cái cơ quan của tôi cũng xây dựng nhưng mà nằm tại Quận Nhất, cơ quan trung ương nằm tại Quận Nhất. Còn lúc đầu là đi suốt à. 17, 18 tuổi là mới học đại học năm thứ nhất, năm thứ hai là phải đi rồi. Mai hả các bạn? Mai thì chắc những ngày Tết mình không có giờ được các bạn. Nếu mà lên giờ chính xác các bạn thì lên buổi tối. Còn buổi tối thì thông thường là từ 9 giờ trở đi mình sẽ lên. Còn đi chùa thì mình coi thể mình đi tới chùa nào thì mình quay trực tiếp cho các bạn thôi đó. Nên cái chùa tại Việt Nam đó nha. Thông thường thì mai mình sẽ đi chùa vào buổi sáng các bạn. Mình đi buổi sáng xong rồi tới khoảng trưa rồi về. Tại vì mấy đứa em mình nó phải đi về bên quê vợ nó đó mà. Mượn ô tô nó đi. Cảm ơn bạn nhiều. Thôi vậy chúng ta chờ với nhau đầu năm như vậy nhé. Ngày mai chúng ta, trong những ngày tới chúng ta sẽ gặp gỡ, sẽ trao đổi với nhau rất nhiều về phong tục tập quán, rồi về cách sống, trao đổi với các bạn ở bên nước ngoài, ở bên các nước ngoài đó. Các bạn có thể là trao đổi với mình về những cái cách sống ở bên đó hoặc ở Việt Nam. Chúng ta cùng trao đổi với các bạn nhau nghe. Những ngày tới chúng ta dành cho nhau những cái tìm hiểu, những cái trao đổi nhé. Còn những cái chuyện kia, khi nào trong những ngày Tết này nếu có nó gì đặc biệt thì tôi sẽ làm cho các bạn, là lên clip sẽ bình luận với các bạn. Còn nếu không có gì đặc biệt thì thôi, chúng ta cứ thông thả, chúng ta chơi súng nha, được không? Rồi, và bây giờ xin chúc các quý khán giả, chúc các bạn thân thương của mình, của kênh Mặt Trời Mới và của Nielsen một năm mới tràn đầy sức khỏe, an khang thịnh vượng, gặp vạn sự may mắn. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành nhé. Xin và bây giờ xin chào tạm biệt và xin cảm ơn. Chúc các bạn ngủ ngon.